Xin chào mừng tất cả các quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Hôm nay em sẽ review hai lô đất ở khu Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương để cho tất cả các quý anh chị và các bạn, những ai muốn đầu tư đất vùng ven gần với trung tâm thì cả nhà hãy xem hết video này ha. Hiện tại em đang đứng ở trước mặt lô đất mà em muốn giới thiệu. Đường này là đường bê tông và 4m nha. Đường bê tông 4m và đường này chạy thẳng vào nối thông nha. Nối thông. Và từ lô đất này mà chạy ra đường DT741 chỉ có 100 km, 100m thôi. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị. Từ cột mốc bên này sang đến với cột mốc phía bên này có diện tích là ngang 5 và dài 20 ha. Chạy sâu về đằng sau có cái một mốc phía đằng sau này ạ. Đó, cột mốc phía đằng sau ạ. Ngang 5, dài 20, thổ cư 60 m² và giá là 1 tỷ 250 nha. 1 tỷ 250 nha cả nhà nha. Hiện tại ở đây có hơn một chục lô nhưng mà các nhà đầu tư đã mua gần hết rồi. Hiện tại là chỉ còn hai lô nữa thôi. Thế này là sổ sẵn ký công chứng luôn nha cả nhà nha. Sổ sẵn nha chứ không phải là không có sổ ha. Nên là quý anh chị và các bạn mình muốn mua có hỗ trợ ngân hàng cũng được. Tại vì có sổ sẵn rồi nên là mọi người yên tâm ha. Và đây chính là cái lô tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn. Từ cột mốc phía bên này sang với cột mốc phía đầu bên kia là ngang 5 và dài 25, thổ cư 60 m² và tổng cộng là 125 m và 60 m thổ cư thì giá của nó là 1 tỷ 350 ha. Xung quanh thì cũng có nhà ở nha. Dân ở khá là nhiều rồi và đường này là đường bê tông. Bây giờ em sẽ quay từ vị trí lô đất ra đường DT741 để cho cả nhà hình dung ha. Thì từ lô đất mà chạy ra đường DT741 chỉ có 100 m thôi. 100 m thôi. Nên là quý anh chị và các bạn mình đầu tư những lô đất mà vùng ven như vậy thì nó khả quan hơn này, dễ thanh khoản. Và điều đặc biệt nhất đó chính là vấn đề mà xây dựng tự do thì có thể xây dựng thoải mái ha. Thoải mái và cái giá trị thanh khoản của nó cũng rất là nhanh. Rất là nhanh luôn. Đường này là đường 4m nha cả nhà nha. Nên là xe ô tô, xe tải cũng có thể vô được ạ. Đây chính là xe tải mà đi vào, người ta chở hàng hóa vào đây ạ. Phía đằng trước là chính là đường DT741 rồi nha cả nhà nha. DT741 ạ. Nên là từ lô đất chạy ra rồi DT741 rất là gần, gồm tất cả những cái tiện ích xung quanh. Đây chính là lô đất nha. Đây chính là đường DT741 nha. Cái hướng mà em quay đây chính là đi về, đi lên cổng sắn khu công nghiệp Tân Bình và Đồng Xoài, đi về các tỉnh miền Trung Tây Nguyên ạ. Và phía quay ngược trở lại là phía sẽ đi về với trung tâm thủ tàu 1, đi về Sài Gòn nha cả nhà nha. Đó, xung quanh hai bên đường là dân cư ở kín mít rồi. Từ lô đất mà chạy lại chợ bến đồn chỉ có 500 m thôi. 500 m, cái đèn xanh đèn đỏ đi một chút để chợ bến đồn này ạ. Xung quanh dân cư là đã ở đông hết rồi nha. Hai bên đường là buôn bán tấp nập rất là nhiều. Ở đây là bao gồm tất cả những cái tiện ích nữa. Nên là quý anh chị và các bạn mình, nếu mà ai đã đầu tư đất ven rồi thì chắc hẳn nhìn những cái vị trí này nó rất là thích và ưng ý đúng không ạ? Còn những quý anh chị nào mà mình chưa đầu tư đất vùng ven thì đôi khi nhìn những vị trí này thì còn thấy hơi bỡ ngỡ, nhưng mà nếu mà nhà đầu tư thông minh thì đa số nhà đầu tư mà kiểu như biết sống sống hay là lâu dài thì người ta cũng thích mua ở đất ở vùng ven, bởi vì lời cao này rồi giá trị thanh khoản nó dễ. Xung quanh đây thì nhà cửa vật liệu xây dựng đều có hết này nha cả nhà nha. Và từ lô đất mà chạy lại chợ thì chắc khoảng 500 m, 500 m. Và từ lô đất mà chạy lại trường mầm non này,
trường học cấp 3 này, ủy ban phường thì bán kính là 1 km nha, chưa được 1 km là chúng ta đã đến với trường mầm non rất là lớn nè. Song 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 với trường mầm non đó là trường trung học phổ thông nha, phường Hòa Lợi, và tiếp đó là ủy ban nhân dân phường Hòa Lợi nha cả nhà, tập trung nguyên một cụm luôn, nên là mình đầu tư mua ở đó mình ở cũng thuận tiện cho con cái đi làm, đi học, vì nó liền kề với hai khu công nghiệp, đó khu công nghiệp Mỹ Phước 3 và khu công nghiệp V-Ship, nên là đó là một lợi thế rất là lớn á. Đây là trường mầm non phía đằng trước nha cả nhà nha, trường mầm non rất là lớn luôn ạ. Và song song với trường mầm non đó chính là trường trung học cơ sở Hòa Lợi này. Trong đây chính là ủy ban nha, ủy ban phường Hòa Lợi. Đó, nên là cái tiện ích nó bán kính chỉ có 500 cho đến 1 km, nên là quý anh chị và các bạn mình muốn đầu tư lô đất đỏ thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo số điện thoại 0972 332 948 hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại 0973 508 841 với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.